pháp đang có những chỉ đạo từ xa. Vua Thành đây rồi. Anh đang tăng tốc vượt qua đảo bóng miễn phí vận chuyển 11/11. Lần đây là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, hậu vệ đối phương đang áp sát rất nhanh từ phía sau. Tiến Linh nhận bóng, biên trên 11 tỷ xu voucher. Sút đi. Vua Thành tung cú sút từ rất xa, bóng mưa mới đập trúng cột sau rồi. Tiến Linh vẫn tay tiếp tục lao vào dứt điểm, trúng rồi. Đúng căn hộ cùng Shopee siêu sale ngày 11/11 trên Shopee.